Hello anh em, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một loài chim cũng như là mô hình nuôi sinh sản của loài chim này nhá. Và theo cái suy nghĩ của mình thì đây là loài chim mà anh em rất ít biết đến. Có thể anh em mới chỉ nhìn qua ở trên mạng hoặc là trên TV hoặc là anh em chưa nhìn thấy bao giờ nhá. Loài này thì có tên nước ngoài là Parorhia carunate. Và ở nước ta thì mọi người hay gọi chúng là hồng y xám đầu đỏ anh em nhá. Loài chim này thực sự ở nước ta thì người nuôi cũng như là có thể sinh sản được ấy, thì chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Theo mình tìm hiểu được thì đây là loài chim mà chúng sống đa phần ở vùng Bắc Mỹ. Và ở thiên nhiên thì chúng thường xuất hiện ở những cái vùng cây khô bụi nhiệt đới hoặc là ở những cái chỗ mà có nước nhá. Ví dụ như là ở gần sông hoặc là vùng đầm lầy hoặc là hồ. Về phần ngoại hình thì em có thể nhìn thấy. Đây nha, mình sẽ cho anh em xem rõ hơn. Ngoại hình thì chúng khá giống với chim chào mào của nước ta. Bộ có thể to hơn một chút và di chuyển cũng như bay nhảy liên tục nha anh em nhá. Về đặc điểm thì anh em cũng có thể rõ ràng quan sát. Đó là cái phần đầu mặt của chúng ấy có màu đỏ nhá. Và có một cái bộ màu rất đẹp. Chạy màu đỏ chạy từ phần đầu đến phần ngực nhá. Đó. Và ở xung quanh cái chỗ khu vực cổ xuống đến bụng ấy thì nó sẽ có màu trắng. Và ở trên phần lưng sẽ có màu xám. Giọng hót thì cũng rất hay nhá. Cái chuồng nuôi mà anh ấy đã để khá là nhiều cành cây như này có rất là nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là đây là cái đặc tính sinh hoạt của loài chim này, nó rất là thích bay nhảy. Cái thứ hai là chúng rất thích kiểu khu rậm rạp như này nhá. Và nó cũng mát mẻ, ẩm thấp như này. Đây là cái môi trường ưa thích của chúng nhá. Đây anh em thấy không? Đấy, rất chi là rậm rạp và mát mẻ. Đây có thiết kế cả một chỗ uống nước cũng như tắm luôn. Nhiều anh em cũng nghĩ và đặt ra câu hỏi là cái loài chim mà nó đẹp cũng như giọng hót hay như này và kiếm rất khó thì có giá bao nhiêu? Theo mình được biết và hỏi qua anh chủ nhà thì cặp chim này anh cũng đã mua được vài ba năm rồi. Và hồi đó anh mua với giá là 50 triệu một đôi nhá. Đối với hiện tại thì mình nghĩ là loài chim này bây giờ sẽ có giá cao hơn hồi trước nha anh em nhá. Chắc chắn luôn. Vì về ngoại hình thì mình thực sự là không thể chê vào đâu được rồi. Cũng như giọng hót như này thì thực sự là số tiền đấy bỏ ra cũng rất là đáng anh em ạ. Về phần thức ăn thì cái loài chim này mình cũng được anh chủ đã giới thiệu qua. Chúng đa phần đều thích ăn các loại hạt nhá, cũng như hoa quả. Hạt thì chúng thường ăn các hạt kê này, hạt cỏ này, hướng dương, cũng như là hạt trái cây. Và đây là cái hình ảnh anh chủ đã chụp cho mình. Đấy, anh em có thấy không? Đối với mình nuôi chim sinh sản bình thường, cho ăn cá bình thường thì trong này mình chỉ biết mỗi là có hạt kê và hạt hướng dương thôi nhá. Còn lại các hạt khác thì mình cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Nói chung là nhìn cái đĩa thức ăn này cũng khá là đủ chất rồi. Cái đặc biệt của loài chim này chúng còn ăn cả rau, đó chính là rau xà lách. Ngoài ra còn ăn cả dế và sâu nhá. Và đây là cái camera mà anh chủ đã ghi lại nhá. Đấy, quá trình ấp nở và nuôi con của chúng. Một cái tổ cũng khá là đẹp. Và chúng đã nở một quả đầu tiên. Và bây giờ mình mới biết được là có một loài chim chúng ăn cả hạt kê, cả hạt hướng dương mà chúng lại ăn được cả rau, mà ăn được cả dế cũng như sâu và còn ăn được cả hoa quả nữa. Thì thực sự đây là một loài chim mình thấy rất là lạ đối với mình. Không biết đối với anh em như nào nhưng đối với mình thì đây là loài chim rất là lạ rồi. Tuy là thức ăn của chúng tạp như vậy nhưng mà được cái phân của loài này thì rất là khô và không có mùi nhá. Rất là sạch sẽ như là những cái loài mà anh em đã từng nuôi như là chim yến phụng chẳng hạn này, hoặc là chim bảy màu. Đấy là những cái loài mà phân rất là sạch và là không có mùi gì cả. Loài này thì thực sự là một loài chim rất là khó nuôi và cũng rất là khó sinh sản. Ở nước mình thì theo mình được biết thì người nuôi chim này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Và ở bên nước ngoài cũng vậy,
loài chim này rất khó để sinh sản nhé. Vì cái cách mà chúng sinh sống, nó phải thực sự là ở ngoài tự nhiên anh em nhé. Thực sự là ở ngoài tự nhiên, nó không có một chút gì, gần như là không có một chút gì ở là của nhân tạo, là con người tạo lên thì mới có thể sinh sản được. Đây, và đây là cái video đã nở được 2 trứng. Con của chúng khá là khỏe mạnh. Và đây là một loài chim rất là hung dữ. Chúng có cái bản năng bảo vệ lãnh thổ rất là cao. Chỉ có thể là camera thì anh em mới có thể nhìn được những khoảnh khắc mà nó đẹp như này, đúng không? Rất là đẹp luôn anh em ạ. Rất là tự nhiên. Và đây là kết quả khi chúng ta quay gần được cái loài chim này khi mới nở nhá. Có thể là một quả trứng cuối cùng đã bị hỏng rồi. Và khi mà chúng đã bay truyền và bắt ra, rất là đáng yêu. Chắc cũng nhiều anh em thắc mắc là sao cái đầu lại màu nâu không ạ? Vì đây là chim non nhá. Khi mà chúng thay lông thì chúng vùng đầu của chúng mới có màu đỏ. Và đây là một đôi mà anh chủ đã tách ra, rất là đẹp. Thực sự đây là một tuyệt phẩm luôn. Loài chim này rất là quý hiếm ở nước ta, rất ít người nuôi được có thể sinh sản thành công, mà anh cũng có thể nuôi được, rất là đỉnh. Giống chim này, cái đặc điểm mà nhận dạng được chim trống, chim mái thì rất khó nhận biết nha anh em nhé. Vì gần như là giống y hệt nhau, không khác một tí gì, kể cả ngoại hình, kích thước, bộ lông. Chúng ta có thể quan sát được bằng giọng hót thôi nhé. Và để chúng có thể thích nghi được ở cái thời tiết của nước ta như này thì cũng rất là khó khăn. Nuôi được cũng là quá một thành công rồi. Và cái video giới thiệu về loài chim hồng y xám đầu đỏ của mình đến đây là kết thúc nhá. Anh em nào thích thì hãy ấn like. Và anh em nhớ đăng ký kênh YouTube Đàm Bớt TV của mình để có thể ủng hộ mình. Mình sẽ ra nhiều sản phẩm tiếp theo cho anh em nhá. Và sẽ hẹn mọi người ở những video kế tiếp nhá. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe cũng như là có thật nhiều niềm vui nhá. Xin chào và tạm biệt tất cả mọi người.